Một cái nhà vừa nghỉ dưỡng ha, vừa nghỉ dưỡng vừa kinh doanh homestay. À, cái chỗ địa điểm em Điền đang đứng đây thì đi xuống biển Hồ Tràm, à, khoảng là 9 cây số gì ha. Đó. À, nay chủ gửi bán một cái bất động sản ha, nhà vườn vừa kinh doanh homestay. À, ở sau có hồ bơi luôn. À, khu vực nghỉ mát, hồ bơi. À, ở phía dưới thì có tận dụng một cái phòng ngủ ở đây ha. Một cái bất động sản đất vườn gần 1.400 m², à, nằm giáp ngay thị trấn Phước Bụ anh chị ha, à, đi xuống biển 9 cây số. Một cái, nói chung là một cái giá mà cần bán, chủ cần bán đó, thì nó cũng không có nhỏ gì ha, một cái tài sản lớn đó. Thì cô chú nào mà quan tâm cái bất động sản đất vườn này đó thì nhớ đón xem hết video clip của em đi nha. À, Bảo Điện Bất Sản mến chào cô chú chị ha. Nay Điền có một cái sản phẩm đất vườn, à, rộng là gần 1.400 m² ha. À, bấm theo mặt tiền đường nhựa này 19 m. À, thì một cái nhà vườn nghỉ dưỡng rất là đẹp luôn chị. Thì xíu nữa em Điền sẽ quay review chi tiết cho cô chú chị mình cùng xem ha. Thì trước khi quay thì em Điền cũng nói sơ cái vị trí em Điền đang đứng ở gì ha. À, vị trí em Điền đang đứng ở đây là ở thuộc xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ở gì ha. À, cái vị trí giáp ngay thị trấn Phước Bụ mình, à, mình đi ở đường này để trái mình đi ra khoảng chưa đầy 1 cây số là mình đụng ngay thị trấn Phước Bụ rồi, và đi ra trung tâm huyện cũng rất là gần anh chị ha. Ra trung tâm thị trấn thì cũng khoảng 1 cây hơn chút xíu thôi. À, chỗ đó có trung tâm hành chính của huyện này, à, và các ngân hàng này, chợ này, công viên này. À, nói chung là mình ra đó là đầy đủ tiện nghi nằm ngoài đó anh chị ha. Đó. À, cái khu vực này thì dường như là thiên đường về nghỉ dưỡng anh chị. Xung quanh đây là đa số nhà vườn nghỉ dưỡng không anh chị ơi. À, như bên này này, à, hồi trước Tân Gia Trang em đi bán bên này ha. Còn dưới này thì có Mộc Villa, à, đó, chỗ đó thì kinh doanh nghỉ dưỡng anh chị, homestay đó. À, nói chung là khách cũng tương đối cũng nhiều, cuối tuần hình dường như là full luôn. Còn dưới này thì có nghỉ dưỡng Suối Tre anh chị ha. À, nói chung là xung quanh đây là nhà vườn nghỉ dưỡng không à. Cái chỗ vị trí của xã mình thì cách cái trục chính đường quốc lộ 55 đó, di chuyển ra đó thì khoảng 900 m hay gì ha. Đó, ra ngoài đó thì mình đụng ngay bến xe luôn rồi đó. Và cái hướng ngược lại đây mình nói chung là đi thông thường, đi vào khu dân cư này, và mình gặp một cái đường lớn ha, mình rẽ tay phải mình sẽ đi thẳng ra luôn là đụng với lại 328 anh chị ha, cùng đường huyết mạch đi về biển anh chị. À, nói chung là đường thông thường hết, mình di chuyển đi Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh đi thuận tiện hết anh chị ha. À. À, và đây anh chị, quay lại vấn đề chính là cái bất động sản mà em Điền muốn giới thiệu bán gì ha. Có diện tích là ngang là 19 ha, từ đây qua bên này là 19 m này, cạnh này sâu vào trong là 75 m ha. Khu vực này thì điện đài và nước máy là có hết rồi gì ha, điện ba pha đi ngang qua đất luôn này. Đó. Qua bên này là 19 m, à, cạnh bên này thì chỉ có là 68 m thôi chị ha. Đó. Nói chung là đất mình vuông vức, hậu của mình là nở hậu 19 m 1 cái gì. Đây lui cái cạnh bên này là chỉ có là một là 68 m thôi chị. Tổng diện tích là chính xác là 1.386 m² chị ha. Ở trước thì bố trí những cái tiểu cảnh cây cối cây xanh rất là mát rồi chị ha. Nói chung là cái nhà vườn này thì cái diện tích cây xanh rất là nhiều anh chị, đâm ra là khí hậu rất là mát, vừa gió biển thổi vào này, vừa gần rừng nguyên sinh này, và cái nhà cái trồng diện tích cây xanh cũng nhiều, nó đâm ra là rất là mát anh chị ha. Bất sản mình thì đang có là hướng đông bắc anh chị, có hướng đông bắc nha. À, hiện tại bất động sản mình thì đang có sổ riêng rồi và phủ hồng toàn bộ ha. Hiện tại là gia chủ mình chưa lên thổ cư gì, à, chưa chưa bất động sản mình chưa có thổ cư, do là gia chủ là không lên thổ cư thôi chị, chứ không phải là không lên được nha. Nói chung là mình lên khi nào cũng được hết anh chị. À,
gia chủ mình bây giờ là muốn bán luôn ha, nên là cũng không có nhu cầu lên thổ cư. Thí dụ mà cô chú chị mà quan tâm mà mua đó thì mình có thể lên thổ cư ha. Nói chung là lên thoải mái, lên hết đất cũng được, tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình ha. Đó, nói chung là đất xã thì cũng dễ thôi chị. Em Điền cũng xin được báo giá luôn ha. Báo giá xong rồi em Điền sẽ đi vào trong review chi tiết ha. Bất sản mình đang cần bán là 12 tỷ 500. Đó, một cái số tiền cũng không hề nhỏ, không phải ai cũng có gì ha. Đó, thì bây giờ em Điền sẽ đi vào quay chi tiết. Cô chú gì nào mà quan tâm cái bất sản này hay là thích cái bất sản này thì liên hệ ngay em Điền ha. Đó, vị trí thì trung tâm rồi, trung tâm huyện luôn. Đi biển cũng gần. Đi vào đây thì đập vào mắt mình là một cái lối đường đi ha. Đường đi này cũng được gọi là cũng chi đầu tư chi phí cũng tương đối là mắc đó chị, khoảng 700-800 triệu. Đường này là làm bằng đá nguyên khối trải dài từ đầu tới cuối đất luôn anh chị ha. Đó, đá nguyên khối nha. Đó, đây là tiền không đó chị. Đó, và bên này là có những cái tiểu cảnh này, tiểu cảnh cây xanh này. Đối với bất sản này thì cũng không phải là ai cũng có cái số tiền này để mua cái bất sản nghỉ dưỡng này anh chị. Nói chung mình có thể tham khảo ha, mình về giới sư mộc mình có thể mua một mảnh đất vườn khác, mình đầu tư mình thiết kế theo cái ý tưởng của mình anh chị ha. Đó, như bên này thì có cây lộc vừng này, cây tùng dương. Nói chung là tiểu cảnh bố trí cây xanh bên này là mảng cây xanh không anh chị ha, rất là nhiều luôn. Có cái phiến vá rất là bự luôn. Ở bên này cũng có một chút xíu tiểu cảnh cây xanh bên này. Đó, vào trong đây là một ngôi nhà anh chị ha. Nói chung là nhà này thì gia chủ mình hiện tại là vừa ở ha, vừa kinh doanh luôn. Đó, nói chung là vừa kinh doanh homestay vừa ở anh chị, vừa nghỉ dưỡng. Đó, gia chủ mình thì ở thành phố Vũng Tàu, không phải ở đây. Lâu lâu vẫn về đây nghỉ dưỡng rồi chơi bời dưới này. Và những cái homestay này thì đang cho quản gia cai quản và cho thuê này kia, cũng là có quản gia đây trông coi hết anh chị ha. Lúc nào cũng dọn dẹp sạch sẽ hết anh chị. Hiện tại gia chủ mình quản gia mình đang dọn dẹp tỉa cây xanh anh chị ha. Lúc nào cũng dọn dẹp hết anh chị. Mình có thể mua về, mình cũng có thể là thuê lại cô này để mà vận hành cái nghỉ dưỡng homestay của mình anh chị. Vào bên này thì có một cái tranh 3D ha, vẽ trên tường này. Sát bên thì cũng bên này là cũng một cái nhà nghỉ dưỡng luôn chị ha, cũng cũng một cái view nghỉ dưỡng luôn ha, sát bên luôn ha. Nói chung là khu này là chuyên nghỉ dưỡng luôn chị, làm nghỉ dưỡng rất là nhiều. Đây là cái ở trong nhìn ra chị ha. Cái cổng thì cổng mái ngói anh chị. Nói chung là cái cổng mình cũng rất là rộng nha, ô tô đi thoải mái nè, xe 16 chỗ đi vô vào thoải mái luôn chị. Bây giờ mình đi vào bên trong cái ngôi nhà này ha. Đây là nhà nhà ở sinh hoạt thôi. Ở trong vẫn có 2 phòng cho thuê luôn. Đây, ở trên này thì có cái phòng khóa cửa rồi. Trên này có một cái phòng hát karaoke nha, phòng vui chơi giải trí trên này ha. Còn trong này thì có một phòng ngủ nhưng mà rộng anh chị nha, 2 giường. Phòng này 2 giường anh chị. Giá dao động cho thuê thì một phòng khoảng 1 triệu mấy ha. Tùy theo phòng có giường ít nhiều giường ít giường chị. Với là khu vực bếp này. Này là phòng tắm và toilet riêng anh chị. Đây là đường luồn lưu phía sau. Cái mấy cái hòm tay phía sau ha. Ở dưới tầng dưới đây thì có 3 phòng ngủ ha. Ở trên một cái phòng master phòng lớn luôn. 4 4 giường ngủ trên đó. Bây giờ em Điền sẽ đi lưu phía sau đó ha. Nói chung là cái nghỉ dưỡng này, cái bất động sản nghỉ dưỡng này em đi nghỉ cũng có nhiều người quay rồi, và trước đó em Điền cũng có quay vài lần rồi, nhưng mà mỗi lần quay thì cái giá bán nó khác nhau anh chị ha. Lúc trước em Điền quay thì khoảng 14 tỷ mấy ha. Bây giờ mình gia chủ mình đang cần bán là 12 tỷ 500, tất nhiên là giá này sẽ có thương lượng anh chị. Có những cái phiến đá khắc chữ này ghê đó. À,
quản gia thì đang dọn dẹp cây xanh, đâm là cây cũng đang cắt thôi, chưa dọn dẹp xong anh chị. Ở đây thì có những cái trụ đèn năng lượng mặt trời này. Ở từng cái nhà này thì thuộc dạng là cái nhà tiền chế thôi. Nhưng mà có ở dưới là tầng trệt đó, có 3 phòng ngủ ha. Mỗi phòng 2 giường hết. Đây một phòng này, đây 2 phòng này. Đây là 3 phòng ngủ ha, bên này có phòng bên này nữa. Còn trên này thì có một cái chỗ khuôn viên để mình ngồi uống trà, uống cà phê, rồi ở trong thì có một cái phòng ngủ bự anh chị, 4 giường ngủ. Đây khuôn viên này mình có thể là làm bàn tiệc ngồi trên này ha, ăn uống cà phê pháo trên này. Mình có thể ngắm nhìn view vúng xung quanh luôn anh chị. Đó, kế bên này đó, những cái nhà vườn nghỉ dưỡng này. Anh chị có thể thấy nhà em Điền bên này nha. Em Điền cũng hiện tại em Điền đang sống ở khu vực này luôn anh chị. Cũng nhà em Điền đây ha, mái ngói đây nè. Nói chung là thực tế em Điền ở đây thì cái khí hậu rất là mát nha, mát nhất cái khu vực này. Đâm ra là trong này rất nhiều người ưa chuộng làm nhà vườn nghỉ dưỡng trong này anh chị. Đây là cái nhà vườn nghỉ dưỡng của anh hàng xóm anh chị ha. Nguyên cái nhà gỗ rất là bự luôn này. Ở phía trước thì trồng cây xanh. Trong này thì đó, phòng ngủ 4 giường nè. Đó, phòng ngủ lớn nhất ha, có những cái rèm kéo để mà mình có thể tạo một không gian riêng của mỗi giường anh chị. Tại mình bây giờ em điền luôn phía sau luôn ha. Ở sau thì có một cái hồ bơi gì à. À, hồ bơi đây. Đó, nói chung là với cái số tiền 12 tỷ 500 này thì mình có thể vừa ở nghỉ dưỡng vừa kinh doanh được anh chị ha. Nói chung là mình ở không thì cũng cũng phí lắm anh chị. Ở sau này có hồ bơi và chỗ nghỉ mát ha. Vui chơi giải trí sau này ha. Cái này thì có cái tường nước chảy ở đây anh chị ha, bật điện lên là nước sẽ lấy lên và chảy xuống ha. Kiểu làm cái thác thác nước đó. Đây có một cái máy dọn dẹp hồ bơi 2424 anh chị ha. Đây là cái chòi lục giác này, chòi nghỉ mát ở dưới thì tận dụng một cái phòng ngủ dưới anh chị. Còn ở trên này thì khu vực cà phê ăn sáng, nước trà này kia, mình có thể nhìn qua bên này ha. Ví dụ con em mình tắm hồ bơi mình có thể nhìn đây, ngồi đây để quan sát anh chị ha. Sau này có một toilet riêng ngoài này ha, 2 phòng toilet riêng ngoài này ha. Mình có thể vui chơi ăn uống ở đây và mình đi toilet sử dụng ở ngoài luôn ha. Đó. Cái này thì làm một cái tiệc buffet ở ngoài trời hoặc là ăn uống ở cái nghỉ dưỡng này thì quá tuyệt vời luôn chị ha. Đó. Nói chung là bức sản này thì cô chú nào mà coi yêu thích đó, cũng không cần thiết phải mua bức sản này anh chị. Thí dụ cô chú gì có thể về đây chơi du lịch như nào đó, nhưng mà quan tâm bất động sản dưới khu vực này á, tìm điền anh chị muốn thì em điền có thể dẫn vào cái bất động sản này để mình tham quan tham khảo luôn vậy ha. Cũng được không sao hết anh chị đó. Ranh mình thì bao tường bao kiên cố hết rồi anh chị ha. Lưu đây thì là sau 75 m này, còn cái hậu của mình là 19 m 1. Bên cạnh bên này thì 68 mét anh chị ha. Đó. Em Điền xin được nhắc lại một lần nữa ha. Tổng bất động sản mình là ngang 19 mét sâu 75 và tổng diện tích là 1.386 mét vuông. Hiện tại là phủ hầm toàn bộ. Giá đang bán là 12 tỷ 500. Rồi cô chú nào mà quan tâm bất động sản này thì liên hệ ngay số điện thoại 07886 68834 ha. Thì chỉ nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng thêm. Điền cũng xin được dừng video clip tại đây ha. Hẹn gặp lại cô chú chị mình video clip lần sau. Cô chú anh chị nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ em và xem
và được xem những video clip mới nhất ha. Xin chào và hẹn gặp lại. I, the dirty dancing, I, the dirty dancing, I.